Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chào quý vị, chúng con đến với Ngài trong buổi sáng nay. Chúng con, đối với chúng con vô vàn biết ơn Ngài, bởi vì ân tình của Ngài dành cho chúng con thật là lớn lao. Chúng con biết làm gì để chúng con trả lại tình yêu của Chúa. Chúng con mắc nợ Chúa, mắc nợ tình yêu Ngài, mắc nợ ân điển của Ngài, mắc nợ sự thương xót của Ngài. Cái điều duy nhất mà chúng con muốn có thể làm được đó là chúng con yêu kính Ngài, sống đẹp lòng Ngài. Chúng con muốn là chúng con biết Ngài nhiều hơn và làm sao sống đời sống để bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người xung quanh và đem nhiều người đến với Chúa và khích lệ nhiều người được đứng vững và mạnh mẽ trong Ngài. Xin Cha Thánh giúp đỡ chúng con trong này, nhất là trong lời của Ngài, để qua lời của Chúa hôm nay khích lệ đời sống của con và khiến chúng con trở nên càng ngày càng giống Chúa nhiều hơn. Còn cả của Chúa, còn dân mọi người chúng con những cánh tay của Ngài. Xin Thánh Đức Chúa vận hành trên lời của Chúa và chúng con thiện một cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cùng đọc tờ chương trình, đến tờ chương trình có tờ chương trình đang mỗi lần chúng ta đến nhớ tập theo tờ chương trình để chúng ta có theo dõi bài giảng. Chúng ta cùng tập trung. Đức Chúa Giêsu phán với họ: Hãy theo ta sẽ khiến các người trở đời tài đến đôi người. Họ lập tức bỏ lưới mà theo Ngài. Đức Giêsu phán với họ: Hãy theo ta sẽ khiến các người trở nên tài đánh đuối người. Họ lập tức bỏ lưới mà theo Ngài. Amen. Tôi mời chúng ta đọc. Nào, chủ đề của tôi gửi đến cho chúng ta ngày hôm nay đó là tự làm nên hay để Chúa khiến mình trở nên. Tự làm nên hay để Chúa khiến mình trở nên. Hai vấn đề này nó hoàn toàn khác nhau. Thông thường khi mà chúng ta đi theo Chúa, chúng ta muốn làm nên một cái gì. Tôi muốn làm nên, làm ra sự nghiệp. Tôi muốn làm nên có làm sao để có nhiều nhà lầu và nhiều đất đai. Làm sao để tôi có một gia đình hạnh phúc. Làm sao con cái tôi học thành đạt. Vâng vâng, chúng ta có những cái danh sách mà chúng ta muốn làm sao để mình có được một điều này. Và thông thường đó là bản chất của con người chúng ta. Và chúng ta cảm thấy rằng mình thất bại khi mình không làm được gì đó. Mình cảm thấy xấu hổ, nhục nhã khi mà mình bị thất bại. Mình cảm thấy khó chịu khi người khác phê bình mình bị thất bại trong đời sống của chúng ta. Lý do tại sao chúng ta có những điều này? Bởi vì chúng ta được Chúa dựng nên trong hình ảnh của Ngài, giống như Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta và Ngài ban cho chúng ta sự phương hiển và sự cao cả. Ngài dựng nên chúng ta thấp Đức Chúa Trời một chút, ban chúng ta sự vinh hiển và sự cao cả. Do đó, cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ không chấp nhận được khi mà mình thất bại. Chúng ta không chấp nhận được người khác phê bình mình đồ ngu, đồ dở, không làm được cả. Chúng ta không chấp nhận được cái này. Bởi vì chúng ta được Chúa dựng nên trong cái hình này. Và chúng ta muốn một cái gì đó significant, một gì đó đặc biệt từ nơi mình, một gì nổi bật từ nơi đời sống mình. Và do đó, chúng ta, cái bản chất tự nhiên chúng ta muốn làm, muốn được khen ngợi, muốn được mọi người biết đến. Và đó là cái điều tự nhiên, bởi vì đó là cái gốc rễ của Chúa dựng nên chúng ta. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ đây là chúng ta tự làm nên. Chúng ta muốn mình đạt được cái này, chúng ta muốn được đạt kia mà cũng đạt được nó và không có Chúa. Cho nên có nhiều người chúng ta muốn đạt được nhưng mà cuối cùng chúng ta lại rơi xuống cái chỗ cũ mà thậm chí còn thấp hơn trước đây. Là bởi vì sao? Chúa không có dự phần của chúng ta. Cái sự vinh hiển mà chúng ta muốn được, cái sự cao trọng, chúng ta muốn được sự khen ngợi, chúng ta muốn được, nó chỉ khi nào chúng ta cũng có Chúa dự phần của chúng ta mà thôi. Nếu Chúa không dự phần với chúng ta thì chúng ta sẽ không nhận được điều này. Cho nên cái chủ đề mà chúng ta nói là tự tôi làm nên hay là chúng ta để Chúa khiến mình trở nên. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi mà Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Ngài lấy bụi đất Ngài nắng lên người, nhà hà hơi rồi thì điều gì xảy ra? Kinh Thánh cho biết Adam trở nên một loài sinh linh. Tất nhiên là có Chúa dự phần vào đó thì một bụi đất trở nên một loài sinh linh. Khi mà con Chúa dự phần vào, khi mà ông Abraham và Chúa gọi ông hãy rời khỏi quê hương đi đến xứ mà ta chỉ cho, thì Chúa làm cho ông trở nên giàu có. Chúa làm cho ông từ một người mà không có con, Chúa làm cho ông thành một dân tộc. Cho nên cái điều gì trong đời sống chúng ta cần có Chúa dự phần của ông. Chúa khiến cho Isaac, cho Jacob trở nên thịnh vượng giàu có.
Chúa khiến cho những con cái của ông được thịnh vượng giàu có là bởi vì Chúa khiến họ trở nên chứ không phải họ. Và cho chúng ta một điều này để chúng ta ý thức được rằng cuộc đời của chúng ta cần có Chúa dự phần vào cái cuộc sống của mình. Kinh Thánh cho chúng ta biết khi mà Chúa ở với một người nào đó thì cái đời sống người đó có thấp cách mấy thì người đó cũng trở nên cao trọng. Joseph khi bị các anh mình bán qua Ai Cập, ông là một người nô lệ, nhưng mà Chúa ở với ông trở nên tổng giám đốc của nhà Phô-ti-pha. Vợ của Phô-ti-pha thì cách hại ông và vua không ông thấy ông vào trong tù thì Chúa cũng khiến từ một người tù nhân trở nên vị đại tướng Ai Cập. Cho nên vấn đề của cuộc đời chúng ta không có, chúng ta không cần biết quan tâm mình thấp bao nhiêu mà hãy quan tâm là Chúa có ở với mình và chính Ngài là của mình trở nên. Và chúng ta hãy chốt cái điều này ở trong lòng của chúng ta. Khi mà Chúa ở với một người nào đó, Ngài khiến một người nào trở nên, thì những gì tầm thường trong tay của người đó cũng trở nên là người đặc biệt. Khi mà cái cây gậy của Môi-se dùng để chăn chiên, nhưng mà khi Chúa gọi ông hầu về Chúa thì chính cây gậy đó ông có dơ lên và biển đỏ rẽ ra. Ông đánh vào một đá thì nước chảy ra. Khi mà David được Chúa gọi và Ngài sức dầu để kêu gọi ông thì cái cục đá, cái trành ném đá tầm thường trong tay ông sẽ ông ném vào chúng vào cái khổng lồ của hắn và ngã xuống đất. Cho nên khi mà chúng ta để Chúa làm giữ phòng trong cuộc đời của chúng ta thì tôi không cần biết cuộc đời những gì tầm thường, đau khổ, thất bại cho mấy, chắc chắn Chúa sẽ giúp mình trở nên những gì mà quý vị tưởng tượng. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng David ông trở nên dũng sĩ, trở nên giàu có, trở nên làm vua, các môn đồ Chúa Giêsu mà chúng ta coi câu thánh mà vừa có trong cái chương trình đó là họ là những người tầm thường đánh cá, nhưng mà khi họ theo Chúa Giêsu thì họ trở nên những con người vĩ đại. Cho nên sự vĩ đại của chúng ta, sự thành công của chúng ta, gì tốt đẹp cho đời sống chúng ta không phải do chúng ta làm nên làm được mà do Chúa khiến chúng ta, Chúa khiến chúng ta trở nên. Nào, tôi ví dụ cho chúng ta thế này. Nếu tôi muốn có một gia đình hạnh phúc, tôi sẽ làm một số điều để làm sao gia đình tôi hạnh phúc. Tôi cố gắng làm sao mua quà tặng vợ, mua nhẫn, hột xoàn hay gì đó, mua xe tặng vợ. Tôi tất cả điều này để là vợ tôi yêu vợ. Và đây là thường chúng ta làm. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà phụ nữ mà họ cay đắng người nào, họ thù ghét người nào, đưa họ tiền, đưa họ nhà, họ thèm, có những người sẵn sàng gọi là con khán nhà, không cần gì của mình đọc. Khi mà sự hận thù đến, khi mà sự cay đắng đến, sự mà ghen ghét đến, thì dù cho làm cái gì cái chẳng nữa, người đó cũng không dần trở nên là cái chỗ cũ mà họ. Cho nên vấn đề của tôi không phải làm sao là cái gì, mà vấn đề tôi trở nên là ai. Nếu tôi trở nên là một người mà giống Chúa, Chúa ơi con xin Chúa giúp con để con trở nên giống Ngài. Chúa Chúa giúp con để con yêu thương người khác giống như Chúa yêu con. Chúa là giúp con làm sao con thương xót người khác, đối xử tốt với người khác. Chúa làm sao để con để trở thành một người giống Chúa, thì đương nhiên tôi trở thành người tốt. Đương nhiên tôi trở thành người chồng tốt. Đương nhiên tôi trở thành người chồng tốt. Đương nhiên tôi trở thành một sự tốt. Cho nên tất cả các chị em nào chúng ta hầu vị Chúa ở đây, nếu chúng ta muốn chúng ta phước cho công việc của chúng ta làm ngay cái hầu vị Chúa, hãy trở nên để Chúa khiến mình trở nên. Đừng làm, đừng có cố gắng để làm, mà hãy xin Chúa giúp mình khiến cho con trở nên giống Ngài. Thì tất cả những điều đó nó tự động đến trên đời sống của chúng ta. Khi chúng ta tập chú vào Chúa, Chúa ơi cho con giống Chúa, có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn được hơn giống Chúa. Chúng ta sẽ tha thứ người khác dễ dàng hơn giống Chúa. Chúng ta sẽ chịu được nhiều người khác giống như giống Chúa. Chúng ta sẽ không bắt lỗi người khác, đền tội người khác mà chúng ta giống Chúa. Và đương nhiên chúng ta trở thành người chồng tốt, người vợ tốt, người tín đồ tốt, người mục sư tốt, cả đám tốt. Và ai sống gần chúng ta họ cũng cảm thấy thoải mái, bởi vì sao?
Bởi vì chúng ta đã trở nên một con người mà khác rồi. Nếu như là cái người mà được Chúa gọi là chân dân, thực sự Chúa có những lời tiên tri dành cho tôi, cho hội thánh chúng ta, đó là Chúa sẽ dấy lên rất nhiều chân dân và già có khó mà tôi tin rằng sẽ có những super rich Chúa sẽ đem đến hoặc là tự nhiên gì đó dấy lên. Nhưng một câu hỏi ở tại đây là quý vị tự mình làm nên giàu có hay là quý vị tự trở nên để Chúa khiến mình trở nên. Nếu quý vị mà cầu nguyện Chúa, Chúa ơi con muốn trở nên một người giống Chúa, con muốn trở nên một người rộng rãi giống như Chúa, con muốn ban cho giống như Chúa và ban cho không tiếc kể, và quý vị cầu nguyện với Chúa điều này, Chúa ơi, muốn sống giống như vậy, quý vị gặp ai thiếu thốn, quý vị ban cho, gặp ai khổ sở đau, quý vị cảm động, quý vị muốn cho, ngay cả quý vị còn có những tiền trong bố, quý vị cũng muốn giúp đỡ người đó. Thì khi quý vị có tấm lòng này đó, thì Chúa sẽ không tiếp tục những điều gì đó trong quý vị, bởi vì quý vị có tấm lòng của Ngài. Nhưng mà nếu mà chúng ta có tấm lòng tính toán, mới vừa có cái gì, mới vừa có tiền, sống cái gì đẹp cho mình liền, tôi sẽ thưa với chúng ta sẽ là bị lộ ra đằng sau. Nhưng nếu mà chúng ta có tấm lòng của Chúa, chúng ta yêu đến Chúa, trước tiên mình nghĩ đến người khác, nghĩ đến công việc nhà của Chúa. Hãy gần những cái người có tấm lòng giống vậy, tấm lòng rộng rãi giống vậy, thì chúng ta sẽ khiến Chúa chúng ta trở nên. Chút xíu thì tôi sẽ cho chúng ta câu trên số hình ảnh. Sư-ri-mi đoạn 17 câu 5 câu 8 chúng ta thực hiện cho đề chúng ta coi trước. Nhưng mà trước đó Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu Chúa không xây thì người xây nhà cũng vô ích, mà nếu Chúa không giữ thì cái người giữ thành cũng tốn công. Thi Thiên 127. Nếu Chúa mà xây cuộc đời chúng ta không có ai phá được, mà nếu Chúa phá thì không ai xây được. Hãy nắm điều này. Nếu Chúa giữ thì không ai cướp được chúng ta, mà Chúa chúc phước chúng ta không ai đổ xả chúng ta được. Hãy nắm điều này. Thì có Chúa mà trong cuộc đời chúng ta, Kinh Thánh là Chúa Ngài bảo vệ chúng ta bằng cái khiên ân huệ của Ngài, cái khiên đặc ân của Ngài. Tất nhiên là khi mà ra trận ta đánh nhau có cái khiên dè chắn, tức nghĩa là mỗi lần là ai đánh chúng ta, mỗi lần là ai tấn công chúng ta, thì Chúa lấy cái khiên nó che chúng ta lại. Có nghĩa là ai tấn chúng ta là mỗi lần chúng ta được ơn, mỗi lần ơn huệ đến thì là sống của chúng ta. Giê-rê-mi là 17 câu 5 câu 8 thế này: đáng nguyền rủa cho kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài người xác thịt làm cánh tay, cứ nhờ người ta làm sức mạnh, nhờ mình ta nhờ khác, lòng dạ lìa khỏi Đức Giê-hô-va, người ấy sẽ không thấy phước đến. Kinh Thánh còn nói là giống như thạch thảo trong sa mạc chẳng không có gì mà tốt đẹp hết. Phước cho người nào nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương dựa mình, người ấy sẽ như cây trồng bên bờ suối, đâm rễ theo dòng nước, gặp khi trời nắng chẳng sợ hãi. Có biến cố gì xảy đến với đời sống họ không sợ hãi. Rồi cái tiếp là gì? Mà lá vẫn xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không biết. Với cuộc đời chúng ta, khi mình có thể Chúa làm trung tâm cho cuộc đời của chúng ta, hoạn nạn thử thách đến, chúng ta không lo, không sợ với Chúa ở với chúng ta. Bởi cuộc đời chúng ta đâm rễ vào trong lòng nước, đâm rễ vào trong lời của Chúa, đâm rễ vào trong sự hiện diện Chúa, đâm rễ trong hội thánh của Chúa, không có tự nhiều chúng ta phải lo sợ cả. Trên ngôn đoạn 23 câu 4 của năm: con đừng nhặt công để làm giàu, hãy thôi nhờ cậy sự thông sáng của con. Khi con liếc mắt vào sự giàu sang, có phải nó bay mất rồi không? Chắc chắn nó một cánh bay như chim đại bàng và tung cánh lên trên trời cao. Nếu chúng ta tìm kiếm sự giàu có, nó sẽ cánh bay. Chúng ta không thắng được. Trên ngôn đoạn 10 câu 22: phước lành của Chúa làm nên giàu có, Ngài cũng không đem theo buồn phiền cặp thêm. Người ngu dại có hành động ác là thích thú, nhưng người sáng suốt vui thích trong sự khôn ngoan. Cái người dại thích làm những điều gì mà tính toán manh mung thủ đoạn, nhưng mà cái người mà sáng suốt vui thích trong sự khôn ngoan, đó là tìm kiếm sự khôn ngoan là gì? Tìm kiếm sự khôn ngoan là tìm kiếm sự kính sợ Chúa, tôi làm cái gì mà có nó kính sợ Chúa thì tôi làm, cái gì không kính sợ Chúa tôi không làm. Đó là tìm kiếm sự khôn ngoan. Cho nên để làm sao, câu hỏi là để làm sao Chúa khiến mình trở nên, tôi muốn tìm được câu trả lời trong cái bài này, làm sao để Chúa khiến mình trở nên.
Thầy, tôi xin thưa với chúng ta một điều rất là đặc biệt ở tại đây là nó không phải sức của chúng ta. Bởi chú khiến mà nó không liên hệ với tôi hết. Nhưng mà tôi phải ở trong một cái chỗ nào đó, ở trong một vị trí nào đó, và cái vị trí đó tôi tự nhiên tôi sẽ xảy ra cho tôi. Cũng giống như quý vị mà muốn trời đang mưa, quý vị ở trong nhà, quý vị sao mình ước mũi ra ngoài mưa thì sao? Ước, chúng ta ở trong một cái vị trí để mà mưa nó đổ xuống và chúng ta ước. Cũng như chúng ta ở trong một vị trí để phước Chúa đổ lên chúng ta, có sự thu hút Chúa đổ phước chúng ta, giáng phước chúng ta, mà tôi dùng chữ là phước đẻ. Trong lúc đã xong vừa rồi, tôi học bữa mà làm chứng lại đó, thì có một học sinh ở trong lớp của tôi làm chứng lại là trước đó cô có chồng mắc nợ, cô thiếu nợ được 100,000 đô, và Chúa giúp cô trả nợ hết, và cô nói rằng cô cầu nguyện với Chúa, và cô nói rằng Chúa nhà ban phước cho con nhiều quá, con sợ quá, Chúa đừng dừng lại đi, là ơn stop, là phước nhiều quá con sợ. Quý vị biết không, ít khi mà Chúa ban phước cho quý vị nói Chúa đừng đó, cũng chưa chắc chúng mình đó, phước của Chúa tiếp tục đổ trên đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta ở trong một vị trí để Chúa đổ phước xuống, chứ không phải là chúng ta làm sao để phước. Kinh Thánh cho chúng ta là phước hạnh và sự thương xót của Chúa theo sau thôi. Cho nên có một cái quy luật mà chúng ta cần phải hiểu là quy luật thu hút. Có một quy luật trong vũ trụ này đó là năm trăm con cái đầu đó dính lại nhau, có đầu tự động đó tách rời nhau, cách ly nhau. Chúng ta hôm khi mà chúng ta đi là con cái của Chúa, chúng ta học cái nghệ thuật làm sao chúng ta thu hút Chúa để ngài đem những điều tốt đẹp cho đời sống ta, mà chúng ta phải biết rằng cái gì sẽ khiến cho Chúa cách ly chúng ta, hay phước hạnh cách ly chúng ta. Đây cái nghệ thuật mà chúng ta theo Chúa. Và trong cái điều này, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta phải ở trong một cái vị trí, mà trong cái vị trí này đó, chúng ta khiến Chúa làm cho chúng ta trở nên. Chúng ta khiến Chúa làm chúng ta trở nên. Vậy vị trí đó là gì? Thứ nhất, vị trí quan trọng nhất là nếu như nào mà chưa tin nhận Chúa, chưa giao phó cuộc đời mình cho Chúa để Chúa làm chủ cuộc đời của mình, đây là điều đầu tiên. Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong Giăng đoạn 1 câu 12, nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ cái quyền trở nên con cái của Chúa Trời. Tôi nghĩ đầu tiên, chuyện đầu tiên của đời sống chúng ta, chúng ta muốn Chúa làm chúng ta trở nên, khiến chúng ta trở nên, thì cái ưu tiên đời sống chúng ta phải trở nên là con cái của Chúa. Còn cái quyền là con của Chúa là cái quyền ở trong giao ước mà Chúa Giêsu Ngài gánh lấy tội lỗi chúng ta để chúng ta được tha thứ. Chúng ta nhận biết là cái quyền mà trở nên con của Chúa, Ngài gánh lấy sự đau khổ chúng ta, gánh lấy để cho chúng ta được hạnh phúc, Ngài gánh lấy sự buồn bã chúng ta để chúng ta được sự vui mừng, Ngài gánh lấy cái nghèo nàn chúng ta để chúng ta được giàu có. Cái quyền là con của Chúa. Chính cái quyền là con này của Chúa khiến chúng ta trở nên từ một người trước đây sống trong nhục nhã xấu hổ, ngày hôm nay chúng ta phải đứng bước đầu lên và không cảm thấy xấu hổ. Đây là cái quyền là con của Chúa. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết là vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là một sinh vật mới, một tạo vật mới, những điều cũ đã qua đi, kia mọi sự đều trở nên mới. Kia mọi sự đều trở nên mới. Khi chúng ta làm con của Chúa, chúng ta ở trong Chúa Giêsu, thì kia mọi sự đều trở nên mới. Những sự cũ qua đi, nước mắt không còn nữa, than khóc không còn nữa, đau khổ không còn nữa, mà chúng ta trở nên mới. Amen. Cho nên cái quyền làm con của Chúa rất là quan trọng cho đời sống ta. Xin thưa với chúng ta, quý vị, đó khi chúng ta cố tìm cái địa vị làm con với Chúa Trời, chúng ta nói là chúng ta tạo nên sự nghiệp để cho mình cảm thấy là mình giàu có, mình tôn trọng hơn. Nhưng mà không, chúng ta không tìm cái đó, mà chúng ta biết rằng mình làm sao mình trở nên con của Chúa, và càng gần Chúa thì càng thấy được tốt lành phước hạnh cho đời sống của mình. Kinh Thánh nói rằng mọi việc này đều do Đức Chúa Trời thực hiện. Không phải chúng ta trở nên, không phải chúng ta, mà ở trong vị trí, ở trong Chúa Giêsu. Cái thứ hai mà chúng ta cần có đó, tập trung cuộc đời của mình, hướng cuộc đời của mình vào Chúa Giêsu. Chúng ta không muốn được giàu có, chúng ta không muốn sự thành công, chúng ta không muốn được thành đạt, được nổi tiếng. Chúng ta cứ hướng về Chúa Giêsu là từ tự ngài khiến chúng ta trở thành. Hãy nhìn xem các mục sư mà chúng ta được biết là đã đến đây, mục sư Nam Quốc Trung, là ca nghiện, mục sư Lê Minh Phương, và rất là nhiều người cùng là quan đảng, từ bác sĩ Kem Ba Phí. Ở nước chúng ta có một mục sư nữa là Tôn Hoàng,
từng là băng đảng ở Calcutta. Chúa Khánh ngồi trên nâng. Và để mà Chúa trên nâng, chúng ta ở trong vị trí của Chúa và chúng ta tập Chúa vào Chúa. Nào, một trong cái gương ở trong cái thánh cho chúng ta thấy rằng David, ông sống đẹp lòng Chúa, ông muốn sống đời sống đẹp lòng Chúa, ông tập Chúa vào sự thờ phượng Chúa, ngợi khen Chúa, ông yêu mến Chúa, ông muốn làm theo ý muốn của Chúa. Ông không hề xin Chúa, Chúa làm cho con giàu. Nhưng cái thánh là cuốn một đời ông rất giàu. Ông không xin Chúa cho con sống lâu, mà kinh thánh cho chúng tôi đã biết sống thọ. Kinh thánh ông xin Chúa cho con nổi tiếng, nhưng mà Chúa cho ông nổi tiếng. Đấy là ông xin Chúa cho con làm dũng sĩ. Bây giờ ông cũng đời của ông là gì, là tranh chiến. Chúa bây giờ mơ được đi vô ông đội đến chặn hết. Nhưng mà Chúa khiến ông thành dũng sĩ. Và kinh thánh cho mình, David đánh đầu thắng nó. Kinh thánh cho chúng ta biết là David không coi, không xin được Chúa ban phước cho con cái của mình. Nhưng mà Chúa hứa ban cho đời nổi của ông làm vua, cho con của ông là Sa-lô-môn lên thế. Và Sa-lô-môn trở thành vị vua nổi tiếng. Tại sao vậy? Tập Chúa của David không phải là tìm cái này tìm cái kia cho mình, nhưng mà ông tập Chúa vào Chúa Giê-xu. Amen. Đây là cái quy tắc rất là quan trọng, nó cho xem cái gì, cái chìa khóa phước hạnh trong cuộc đời của mình và đời nổi của mình. Cho nên Chúa đã cho David một điều mà ông không hề mơ đến. Chúa cho David cái điều ông không hề xin. Bắt đầu hôm nay quý vị đặt ơn với Chúa đi. Chúa, tôi muốn cuộc đời của con là Chúa là trung tâm của cuộc đời của con. Tôi muốn cuộc đời con là cái ý muốn của Ngài, tôi muốn cuộc đời con đẹp lòng Ngài. Hãy cầu nguyện với Chúa, rồi quý vị sẽ thấy những gì Chúa làm cho cuộc đời của mình. Cái điều thứ ba mà tôi muốn nói với chúng ta đó là gì? Theo Chúa Giê-xu và học theo Ngài. Cầu nguyện với Chúa là một điều tốt, tiếp nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa đời sống của mình, tập Chúa vào Chúa Giê-xu. Nhưng mà một điểm mà chúng ta sẽ không bao giờ bỏ sót đó là học theo Chúa Giê-xu. Theo Chúa và học theo Ngài. Kinh Thánh Mát đoạn 1 câu 17 câu 18, Chúa Giê-xu phán với các những người môn đệ, người đang đánh cá, những người tầm thường đó, hãy theo ta thì ta mới biết được điều nào. Hãy theo ta, trước nhất là theo Chúa Giê-xu thì Ngài khiến chúng ta trở nên tay đánh lưới của người. Ta sẽ khiến người trở nên tay của người. Câu 18, họ lập tức bỏ lưới theo Ngài. Lập tức họ bỏ lưới theo Chúa Giê-xu. Như vậy một điều quan trọng của đời sống chúng ta muốn mà Chúa khiến chúng ta trở nên, đó là chúng ta đi theo Chúa Giê-xu, học theo Ngài. Chúa Giê-xu phán trong Giăng 18 câu 12 thế này: chính ta là ánh sáng của thế giới, người nào theo ta sẽ không còn đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa Giê-xu nói, cuộc đời cũng tối đâu, cuộc đời cũng đau khổ đâu, cuộc đời cũng thất bại đâu, cuộc đời cũng buồn bã đâu, cuộc đời cũng nợ nần đâu, ok, đâu có đâu, không có gì hết. Con đi theo ta và học theo ta thôi. Thì Chúa Giê-xu nói gì? Thì không có còn đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Không phải ánh sáng không còn sự sống. Có nhiều người họ sáng nhưng mà không có sống, có người họ thất nghiệp nhưng không có sự sống trong đó, không có bình an của Chúa mình. Chúng ta vừa có ánh sáng và vừa có sự sống của Chúa trong đó. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 câu 9 thế này: hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh vô tư, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con cái yên. Đến cùng ta, ta cho con cái yên. Và cái tiếp là gì? Hãy mang lấy ách của ta và học theo ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được an nghỉ. Chúa nói không phải chỉ đến chúng ta không mà đủ, nhưng phải học theo ta. Trao cái mạng cho Chúa là một chuyện, nhưng phải học với Chúa. Nếu như tôi là một người đau khổ bởi vì nhiều người làm cho tôi tổn thương, tôi đến với Chúa rồi một sư cầu nguyện cho tôi, tôi cảm thấy tôi bình an, tôi nhẹ nhàng, ô cảm ơn Chúa, tôi nhẹ nhàng quá. Nhưng mà về nhà ai nói câu gì tôi tổn thương nữa thì sao? Kể được một sư cầu nguyện nữa hả? Cho nên có rất nhiều người họ đến với mục sư để cầu nguyện Chúa chữa lành tổn thương họ, nhưng mà họ không học theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu dạy hãy tha thứ. Chính Ngài đã làm gương cho chúng ta khi mà đón đến Chúa Giê-xu thập giá. Trước khi một ngày mà tắt phơ đó, lại cha xin tha cho họ bởi vì họ không biết điều họ làm. Cho nên cái bước tiếp theo của chúng ta học theo Chúa Giê-xu, học cái gì mà cái gương của Ngài. Và khi chúng ta học cái gương của Chúa Giê-xu thì linh hồn chúng ta mới tìm được sự an nghỉ, mới tìm được. Còn nếu mà chúng ta theo Chúa không đó,
thì chúng ta tin Chúa không đó. À, đến với Chúa không, chúng ta không tìm được sự nghĩ. Tìm được sự ý nghĩ chỉ khi nào chúng ta học theo Ngài mà thôi. Amen. Nếu quý vị muốn tìm được cái gì từ Đức Chúa là một cách duy nhất, không phải chỉ tin Chúa đủ mà học theo Ngài. Nếu chúng ta muốn gia đình mình hạnh phúc, muốn có những quyết chọn lựa đúng trong cuộc đời của mình, học theo Chúa xuống. À, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vì ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn, ắt ta dễ chịu và tránh ta nhẹ nhàng. Nếu như là cái người đầy sự tổn thương, thấy người đó khó tha thứ quá, Chúa ơi, con không tha thứ được, nhưng mà bởi đức tin con công bố là con tha thứ cho người đó, thì Chúa giúp cho quyền tha thứ. Nếu chúng ta thấy rằng cái chuyện đó mà không được, nhưng mà Chúa Ngài nói điều này, con tin vào lời của Ngài và con sẽ giúp cho con làm được. Cái tiếp đó là học kính sợ Chúa. Sự thành công không đến từ sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan khởi đầu bằng sự kính sợ Chúa. Không phải chúng ta xin Chúa chỉ dẫn chúng ta trước mà xin Chúa cho chúng ta kính sợ Chúa trước. À, Ngài sẽ chỉ dẫn chúng ta con đường phải đi vào quyết định nào đúng. À, phước hạnh sẽ đến với dòng dõi của chúng ta. Tôi nói chúng ta một cái điểm ở tại đây là như thế này. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đó, lắm khi chúng ta đến Chúa, Chúa sẽ Chúa chỉ cho con cách làm cái này làm kia làm cái nọ. Nhưng mà thay vì chúng ta cầu nguyện xin Chúa chỉ cho con làm cái này làm kia cái nọ, Chúa ơi, xin Chúa dạy cho con khôn ngoan. Tại sao chúng ta cầu xin Chúa chỉ chúng ta mà không được? Không, không nên cầu nguyện xin Chúa chỉ ta. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa chỉ chúng ta mà tâm trí chúng ta nghĩ con đường này, con đường kia, con đường đó, con đường nữa, thì chúng ta không tìm được cái sự chỉ dẫn của Chúa. Cho nên cái quan trọng của chúng ta là gì? Cầu xin Chúa cho con có sự khôn ngoan. Và khi chúng ta có sự khôn ngoan thì Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta, Ngài chỉ dẫn cho chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng phước hạnh sẽ đến với những người mà kính sợ Ngài. Kinh Thánh cho biết rằng Thiên Thiên 103:17, những tình yêu thương của Chúa hằng còn đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công nhân của Ngài cho con cháu của họ. Ngài sẽ chúc phước cho những người kính sợ Chúa, cả lớn lẫn nhỏ. Kính sợ Chúa dẫn đến sự sống mãn nguyện và tai họa không đến. Nếu chúng ta muốn cái đời sống mà Chúa ban phước cho chúng ta mà không có tai họa đến chúng ta, thì Chúa nói gì thì tin vô đó là thật. Chúa nói không được thì mình cứ tin là không được đi. Không hiểu tại sao nhưng mà tin là không được thì sẽ không có tai họa làm đến. Kính sợ Chúa là kính sợ Chúa là lìa bỏ điều ác, là khởi đầu của sự khôn ngoan, chính là sự khôn ngoan. Lìa bỏ điều ác chính là sự thông sáng. Trong Ngôn đoạn 1:3-5 cái này, hãy hết lòng tin cậy Chúa, chứ nương cậy nơi sự sáng suốt của con. Nhận hay biết Ngài trong bộ đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối con bằng thẳng. Chứ khôn ngoan thương mắt mình, như hãy kính sợ Chúa và tránh điều ác. Chúa nói chúng ta điều gì ở đây? Kinh Thánh dạy cho chúng ta thấy rằng hết lòng tin cậy Chúa, đừng dựa vào sự khôn ngoan của mình. Nhận biết Chúa trong mọi đường lối của mình. Chúa không làm này, Chúa chỉ có làm. Nhận biết Chúa trong sự kính sợ Ngài, thì Ngài sẽ làm cho đường lối chúng ta hoàn thành. Như vậy có nghĩa là khi tôi học kính sợ Chúa, có nghĩa là tôi chọn con đường nào mà Chúa hài lòng, tự động có đường của mình hoàn thành. Nếu Chúa nói chúng ta này, khôn nhân là thánh khiết, và Chúa chúc phúc cho hôn nhân chúng ta, chúng ta phải chọn được đó, phải chọn kính sợ Chúa. Chúng ta không nghĩ là cái tuổi lâu bây giờ mình thay đổi đâu, chỉ có Chúa mới thay đổi, chúng ta không thay đổi được. Cho nên chọn đường lối của Chúa, đừng chọn cách của mình. Kinh Thánh nói chúng ta này, ai là người kính sợ Chúa, nghe kỹ nha, ai là người kính sợ Chúa, Ngài sẽ chỉ dẫn con đường mình phải chọn. Kính sợ Chúa, Chúa chỉ cho con đường phải chọn. Cho nên không kính sợ Chúa, Ngài không chỉ cho chúng ta. Cho nên nhiều người cầu xin Chúa, Chúa chỉ cho con cái này, chỉ cho con cái kia, chỉ nó, chứ không chỉ. Tại sao vậy? Tại không sự kính sợ Chúa đó. Kính sợ Chúa, Ngài chỉ cho chúng ta con đường phải chọn. Linh hồn người sẽ ở trong phúc lành, và con cháu người sẽ chiếm hữu đất đai. Bí quyết của Chúa dành cho người kính sợ Chúa là tỏ rõ biết giao ước của Ngài. Mắt tôi ngưỡng vọng nơi Chúa vì chính Ngài đã gỡ cho tôi ra khỏi bẫy. Khi chúng ta kính sợ Chúa, ai cài bẫy chúng ta, Chúa gỡ chúng ta thoát ra.
Kính sợ Chúa giáo huấn một người trở thành khôn ngoan và khiêm nhường đi trước sự danh dự. Thi Thiên 86 câu 11 là Chúa xin dạy tôi đường lối Ngài để tôi đi theo chân lý Ngài, xin cho tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Tôi muốn hướng ta một điều mà cái sự kính sợ Chúa là một điều rất là quan trọng, và ngày nay dường như những sứ điệp nói về ân điển của Chúa và tình yêu của Chúa và nó quá nặng khiến cho cái sự kính sợ Chúa nó chiếm trên đời sống của ta. Những sứ điệp nói về tình yêu của Chúa, nói về ân điển của Chúa làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, nhưng mà khiến cho chúng ta sống đời sống bề bộn. Giống như con của chúng ta nói, mẹ con rất thương mẹ, nhưng mà kêu gì nó không làm, thiếu sự kính sợ. Và Chúa giúp cho chúng ta, những ai đó muốn kính sợ Chúa là có nghĩa là chúng ta muốn làm ý muốn của Chúa, muốn học biết để làm sao đẹp lòng Chúa. Và điểm thứ tư và điểm cuối cùng tôi muốn gửi đến chúng ta đó là làm theo ý muốn của Chúa. Thứ nhất, chúng ta trở nên là con cái của Chúa, muốn Chúa làm chúng ta trở nên là trở nên con cái của Chúa. Thứ hai, tập chú cuộc đời của mình vào Chúa Giêsu. Thứ ba là theo Chúa Giêsu và theo Ngài, học sự kính sợ Ngài. Và thứ tư, làm theo ý muốn của Chúa. Điều này rất là quan trọng là bởi sao vậy? Cuộc đời chúng ta nếu không làm theo ý muốn của Chúa, chúng ta làm theo ý mình. Làm một, làm theo ý của vợ mình, hay chồng mình. Những người mà chúng ta lập gia đình với những người không kính sợ Chúa, những người đó sẽ kêu chúng ta làm theo ý của họ. Cho nên là con cái của Chúa, chúng ta cần học làm sao để làm theo ý muốn của Chúa. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết thế này, Ngài trong Thi Thiên đoạn 78 câu 10, Ngài cũng chọn David làm đầy tới Ngài, bắt ông từ các chuồng chiên, Ngài đem ông ra khỏi đàn chiên còn bú để ông chăn giữ gia tốt lại cho Ngài và y sơn làm cơ nghiệp Ngài. Ông chăn giữ họ với tấm lòng liêm chính, dẫn dắt họ bằng đôi tay khéo léo. Công vụ đoạn 13 câu 22, rồi Ngài bỏ vua đó cái vua Sa-lơn, lập David làm vua, và Ngài chứng nhận David rằng ta đã tìm thấy David con trai của Giê-xê, người mà ta hài lòng, người sẽ thi hành mọi ý muốn ta. Nhưng cái thánh cho chúng ta biết rằng tại sao Chúa bỏ Sa-lơn? Bỏ Sa-lơn là ý muốn của Chúa. Tại sao Chúa bỏ một này, Chúa chọn một kia? Chúng ta phải biết rằng tại sao, làm sao cuộc đời mình đi Chúa đừng bỏ, và làm sao Chúa để chọn mình để thay thế người khác. Và đây là một cái nghệ thuật để chúng ta đi theo Chúa. Đây là bí quyết để chúng ta đi theo Chúa. Cho nên Chúa chọn David để thay thế Sa-lơn. Bởi vì sao? David bước đi trong sự liêm chính. Thế nên là ông bước đi, ông chỉ chọn bởi những cái sự ngay thẳng trong sạch sự liêm chính của ông. Và thứ hai là tà phéo. Ông chẳng chắc cái sự Chúa bằng tà phéo. Có nghĩa là ông làm cái gì cho Chúa? Ông làm hết lòng làm. Ông khi mà ông đến với Chúa và ông ước mong rằng xây nhà của Chúa, và Chúa nói là con không có xây nhà của ta, bởi vì con là người của chiến tranh, con người đổ máu, con của con sẽ xây. Đó là gì? Ông lấy tài sản của ông, có nhiều tấm vàng, con nhớ ông lấy tài sản của ông ra, ông dành sẵn để mai mốt con ông có thể xây nhà thờ Chúa. Khi chúng ta làm theo ý muốn của Chúa, chúng ta nghe Hội Thánh cần là gì, một sư nhờ chúng ta làm gì, chúng ta làm cứ tài theo, có nghĩa là chúng ta làm xúc, chú ý xúc sắc lòng của người đó. Thì chúng ta sẽ thấy là Chúa bạn phước chúng ta. Nào chúng ta sẽ coi một cái tấm hình. Nào khi tôi qua Indonesia, hình như năm 2016-17 tôi không nhớ rõ. Thì mục sư Elwin là một người bạn của tôi và ông rủ tôi đến nơi này để cầu nguyện cho một doanh nhân của ông, và ông này muốn mở một cái ông mở một cái hotel, một cái giống như một khu trung tâm ở hotel của Buôn Bạc. Thì một điều xảy ra là tắt cái chỗ mà thì lúc đó trong thời đó ông sư Edwin ông muốn xây, ông đang xây hai cái mà chúng ta thấy ở đây đó là bên phải của chúng ta đó, là bên đây đó là cái thắp canh của ông, thưa chị Giêsu thắp canh ở đây, và chúng ta đến, chúng tôi đến đó, chúng tôi cầu nguyện năm 2016
thì cái này ông mới 26-27 ông mới vừa làm nền và mới vừa dựng lên thôi cách mà. Chúng ta sẽ nghe cái này rất thích thú này. Thì khi mà ông làm cái đó thì năm đó tôi đến đó và ông đã là có một doanh nhân trong hội thánh của ông và ông này muốn xây một cái hotel. Ông có muốn đến để cầu nguyện cho cái vùng đất mà ông sẽ xây học. Thì tôi nói ok, tôi đến. Thì ngày đó thì họ bắt đầu làm một cái móng, làm cái nền. Và ông một sư Elvin đến, ông đổ dọc cầu nguyện khai phóng. Tôi cũng cầu nguyện đổ dọc xuống. Thì vừa rồi thì ông này đồng thời ông vừa xây cái hotel đó, mà ông một sư cũng nói rằng anh có thể giúp tôi xây cái này không? Ông nhận lời. Nhưng mà trong khoảng thời gian bắt đầu xây đó, quý vị biết gì sao? Khi bắt đầu xây đó thì ông nhiều lần ông muốn bỏ cuộc. Nhưng không có bỏ cuộc lắm. Bởi vì áp lực rất là nhiều, mà nhất là làm việc trong nhà Chúa mà quỹ đâu dễ dàng cho chúng ta tiếp tục đâu. Một sự em vừa nói là cái này xây có 8 năm. Thì một điều xảy ra đó là gì? Đây là lúc mà sao nghĩ cái hồng cho mình cái này đó. Nhưng mà next page quên bấm cái chỗ mà trở lại cái không có chỉ nó xuống và xây cũng gần xong. Chúng ta nhìn thấy cái chỗ nhà Chúa so với những nhà sập sệ không? Thì trước đó ông bắt đầu xây thì tôi nhớ rằng khi mà tôi đến đó cầu nguyện ông mới khởi sự. Nào, nhưng mà khi mà tôi trở lại tháng 10 vừa rồi đó, thì ngay cái chỗ mà Chúa tôi cầu nguyện và tôi sức dầu chỗ đó, cô Dung và Susan có đi với tôi đến đó. Đây là hội trường khoảng 5.000 người mà ông xây. Hội trường 5.000 người và họ làm lễ khánh thành dân cung hiến đền thờ cho Chúa ở đây. Và có rất nhiều người đến và có đông số người Việt Nam ta đến, cô Dung cũng có mặt ở đó, Thanh cũng có đó. Cái chỗ mà tôi đến sức dầu cho ông đó, nguyên cái khu đó bây giờ đến như thế này. Nguyên cái khu mà tôi đến với mục sư em bình bản tôi đến xây cái này nè, thì bây giờ nó đầy nè. Chúng ta sẽ thấy là cái gì không thấy rồi đấy, tôi không có để ý, nhưng mà mình là nguyên cái khu này là khu ăn uống, dọc đường này toàn khu ăn uống. Và đây là một hotel có chứa trên 1.000 chỗ phòng. Và đây là một cái hotel nữa mà tôi đang ở trong hotel này. Và hotel này cũng là mới chậm. Nguyên cái khu phố đó, nguyên tất cả của nó từ một cái chỗ mà đồi cao sang bằng hết tất cả và không xây dựng như thế này. Và quý vị biết không, con đường chạy Việt Nam, nguyên cái chỗ này, cái food court này là chỗ mà buôn bán ăn uống này, nguyên cái chỗ này ở dưới là đồ ăn đầy hết trơn. Và trên này có còn giống tôi của Dung lên nhóm đó. Đây con đường mà chúng ta nhìn qua chỗ hotel ở chỗ không đi đâu, nhưng mà khu rất là rộng ở đây, chỉ là con đường một thôi. Nhìn thấy hai bên rồi nha. Lúc đó khá tối rồi cho nên không còn
nhiều như là kiểu thường là rất là đông. Không có tổng cộng là thêm hai cái hotel theo tên là Aston nữa, và đây là một trong hotel mà không đặt phòng, đây là trong một hotel. Và bây giờ cho chúng ta như này, khi mà ông vừa xây nhà thờ vừa xong, cái dự án của nhà thờ vừa xong thì cái này cũng vừa xong. Và trước cái đọc kinh thánh của ông này, tôi thấy là khi mà Solomon xây đền thờ của Chúa, ông vừa xây đền thờ vừa xong, thì kinh thánh cho biết rằng cung điện của Solomon cũng vừa xây xong. Tôi có nghĩ ông này ông lo làm hai việc, nhà Chúa không lo xây mà lo xây nhà mình, vừa xây nhà Chúa. Cho nên có tại sao mà tốn tới 7 năm nếu ông tập Chúa xây nhà Chúa chẳng hạn xong rồi. Nhưng mà khi đến nơi này, Chúa mở mắt tôi nói rằng khi con xây nhà ta thì ta cũng đồng thời xây nhà con. Con xây nhà ta, ta cũng đồng thời xây nhà con. Cho nên chính vừa rồi tôi đi, tôi học được bài học xây nhà Chúa, Chúa xây nhà mình. Làm đẹp nhà Chúa, Chúa làm đẹp nhà mình. Đó là sao tôi đòi hỏi những quý vị trong ban và đội bất cứ làm gì, chúng ta làm gì tốt nhất cho Chúa. Tôi không muốn dân Chúa sẽ cần best. Cái thứ hai gì? Họ muốn dân Chúa cái điều tốt nhất. Khi chúng ta dân cho Chúa điều tốt nhất, thì những gì của Chúa làm thì chúng ta sẽ là điều tốt nhất. Chúng ta chăm sóc nhà Chúa, Chúa chăm sóc nhà của chúng ta. À, quý vị biết không? Ông này á, là con của một người đàn bà. Bà này bị bệnh ung thư sắp chết. Một sự eo mình đến và cầu nguyện và bà sống. Bà có hai ba đứa con, và trong đó có hai đứa con là dân nhân. Và hai đứa con của bà ông này đó chưa học đại học. Và Chúa cho ông sự khôn ngoan và dùng để xem nhà Chúa. Tôi muốn chúng ta mở mắt ra, chúng ta nhìn thấy được điều, và lý do tôi đưa hình này, chúng ta thấy được có sự khác biệt giữa chúng ta làm nên và giữa chúng ta để Chúa khiến chúng ta trở nên như thế nào. Cho nên khi mà chúng ta làm cái gì cho Chúa, đừng nghĩ là mình làm, nhưng hãy đến gần với Chúa trước, yêu mến Chúa trước, dâng tất cả gì cho Chúa trước, thì Chúa sẽ khiến cho mỗi công việc trong đời sống chúng ta ngày khiến chúng ta trở nên. Khi cứu giải tôi bằng này, tôi sẽ thấy rằng cái tập Chúa tôi không phải là quan trọng, là lo tôi cái gì nữa, mà tập Chúa tôi là Chúa có muốn trở nên giống Chúa. Tôi sẽ trở nên giống Chúa, tôi sẽ yêu quý vị nhiều hơn, chịu được quý vị nhiều hơn, dễ dàng tha thứ hơn, dễ dàng chấp nhận hơn. Tôi càng yêu Chúa nhiều hơn thì sẽ khác. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta có nhận nhận sự sống phân biệt được ở đây phải không? Nhà Chúa phải đẹp hơn nhà của chúng ta. Khi chúng ta ước mơ là nhà Chúa đẹp hơn nhà của mình, thì Chúa sẽ làm nhà mình đẹp hơn nhà người khác. Đúng không ạ? Cho nên giúp chúng ta thấy được điều này. Cái điều quan trọng mà tôi muốn kết thúc ở tại đây đó là để cho chúng ta đi từ một người mà nhận lấy cái phước của Chúa mà giữ được phước của Chúa, nó không giai đoạn. Nhiều người chúng ta làm ra tiền nhưng mà không giữ được tiền, thì người làm ra sự nghiệp không giữ được sự nghiệp. Nhưng mà chỉ có Chúa là đấng khởi sự và ngày đấng kết thúc thôi. Do đó cái quan trọng của chúng ta là sao đời sống mình để trở nên giống Chúa, để sống đẹp hơn Chúa. Trong tất cả những gì mà chúng ta muốn giống Chúa thì tự động những gì của nó nó bên trong tự động theo chúng ta, có xuống chạy theo sau chúng ta. Và khi nó chạy theo sau chúng ta rồi, chúng ta cũng phải học biết làm sao giữ nó. Đừng bao giờ tới lúc nào đó chúng ta giúp cho mình nhiều quá rồi mình không cần Chúa nữa. Và
Và trước khi mình bắt đầu khởi sự thì khi chúng cầu nguyện tri ân thờ phượng Chúa xuất sắc, khi Chúa ban cho mình rất nhiều thứ rồi bận rộn quá thực sự. À, các bạn cái gì này cái kia. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất cái sự khao khát Chúa, tìm kiếm Chúa, sắp đặt bằng Chúa trong đời chúng ta. Thì như vậy chúng ta mới giữ được và chúng ta mới chuyển lại cho thế hệ mai sau. Chúng ta dạy cho dòng dõi của mình, những người kế tiếp, con cháu chúng ta có thể nói tiếp rằng làm sao để Chúa đã ban cho ba mẹ như thế này, và làm sao con có thể giữ được những điều này, và con có thể dạy cho con cái con cũng có mà giữ được. Nào, con chuyện Chúa nói Chúa ban phước cho dòng dõi chúng ta đến ngàn đời, nhưng mà nó nằm ở trong cái quyết ngày nay tôi chia sẻ cho bạn, không đâu xa, không đâu xa. Chúng ta nhờ, chúng ta nhớ Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông Mô-xe, Chúa lấy thần của ông, của cô Mô-xe chỉ giao cho 70 trưởng lão, họ nói tiên tri. Nhưng mà trong 70 trưởng lão đó, những người mà đó, chỉ có một mình Giô-xê được thay thế Mô-xe mà thôi. Thần Chúa ở trên Mô-xe thế nào, Chúa ở trên Giô-xê đúng vậy. Lý do là sao? Ngay cả cái lấy cũng không nhận được. Cái lấy một người rất mạnh mẽ, ông người nói, anh nói rất là tài khéo, nhưng không nhận được. Tại sao thì Giô-xê là người đeo đuổi Chúa. Mô-xe đi vào, Mô-xe vào trong đền thờ, trong lều trại hiện diện của Chúa. Ông ở đó, Mô-xe đi vào không có cỏ đó. Mô-xe là người lắng nghe sự quở trách của Mô-xe lắng nghe sự quở trách của Mô-xe. Cho nên khi chúng ta học mà đeo đuổi Chúa, học lắng nghe người lãnh đạo của mình, học biết cái sai của mình sửa chữa, thì đó là cái chìa khóa mà chúng ta nhận cơ nghiệp. Còn nếu không, chúng ta chỉ nhận quà thôi, nhận phước hạnh lúc đó thôi, và sẽ giúp chúng ta nhận thấy được điều này. Có sự khác biệt giữa một người nhận quà và một người nhận cơ nghiệp. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng quý vị luôn luôn hiểu thôi, giải thích cho chú. Khi Abraham sinh ra sinh ra Isaac và Sarah sinh ra Isaac, thì đứa con của Abraham Isaac, Abraham và Sarah là Isaac. Và sau đó Abraham lấy thêm người vợ nữa và ông có khoảng 5-6 đứa con. Nhưng mà khi mà Abraham trước khi lìa đời đó, ông làm một điều thế này, ông gửi một món quà cho ông, tặng quà tặng này tặng kia cho những đứa con kia, nhưng mà riêng Isaac nhận cơ nghiệp. Cơ nghiệp chỉ dành cho những ai xứng đáng. Con quà thì tặng cho chúng. Chúng ta hiểu được điều này. Quý vị trở nên người yêu mến Chúa, quý vị trở nên người kính sợ Chúa, quý vị trở nên tìm kiếm Chúa, quý vị trở nên là người sẵn sàng vâng lời Chúa, sẵn sàng thuận phục, sẵn sàng làm theo ý muốn của Chúa, sẵn sàng lắng nghe lời lãnh đạo, sẵn sàng nhận biết cái sai của mình. Chúng ta sẽ thấy cuộc đời nhận được cơ nghiệp từ Chúa. Amen. Ta đứng lên để chúng ta cầu nguyện. Cha ơi, con biết rằng Ngài rất yêu chúng con biết rằng Ngài cũng như giống như chúng con là cha mẹ, đều muốn con cái của mình thành công, muốn con cái của mình nổi bật, muốn con cái mình xuất sắc, muốn chỉ là cha chúng con trên trời. Ngài muốn những điều tốt đẹp, những điều xuất sắc, những điều nổi bật cho chúng con là con cái của Ngài. Và Ngài có vô số điều mà Ngài muốn dành sẵn cho chúng con. Và con cầu nguyện với cha như này trong qua dòng tiết của Chúa Giêsu, con cầu xin Ngài mở mắt chúng con. Bắt đầu hôm nay chúng con không tự chúng con làm nên một điều gì đó, nhưng mà chúng con đứng vào trong một vị trí, học một nơi và làm những điều, và chính những điều chúng con làm này, Chúa sẽ khiến chúng con trở nên. Còn nhân danh Chúa Giêsu Christ, con cầu nguyện cho sứ điệp này được khai phóng vào mỗi đời sống của dân sự của Ngài. Con khai phóng sứ điệp này được tinh đậm trong lòng của họ và không rời xa của họ, để suốt cuộc đời này của họ không tìm kiếm những gì mà bằng sức của mình, bằng sự khôn ngoan của mình, bằng tài khéo của mình, nhưng mà tất cả họ đều hướng về Chúa và nhận biết rằng họ là con của Chúa. Do đó những điều này thuộc về mình.
họ nhận biết rằng nó là tập trung tập chú của họ là Chúa Giêsu là cội rễ, là đến khởi sự và cuối cùng của đức tin của mình. Họ nhận biết là cái đời sống của họ cần bắt chước nơi Chúa Giêsu, theo Chúa và học theo Ngài. Những điều gì Chúa Giêsu dạy, điều gì Kinh Thánh dạy, họ sẽ nắm bắt như vậy và làm theo. Có cầu nguyện những điều gì tựa như điều khác, những điều Chúa không ưa thích, điều Chúa không muốn, họ tránh xa những điều này dù phải trả một giá rất là đau đớn. Con cầu nguyện với Chúa như này trong danh của Chúa, xin Chúa dạy chúng con bài về cái sự kính sợ Ngài. Kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan, và chúng con để chúng con tìm kiếm sự khôn ngoan qua lời của Ngài để chúng con có những quyết định khôn ngoan trong đời sống của chúng con. Nhân danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện Chúa như này cho chúng con biết được qua sự khôn ngoan đó, chính Chúa Ngài chỉ chúng con đường chúng con phải đi và điều gì chúng con cần phải làm. Và Chúa ơi, đặc ân của Ngài sẽ ở đời sống chúng con. Ngài sẽ đem những con người đến để giúp đỡ chúng con và đem những người đến để làm những công việc mà chúng con không làm được. Con cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Jesus Christ, con cầu nguyện như này để cho mỗi đời sống chúng con đạo này chúng con được khao khát làm theo ý muốn của Ngài, con muốn xây dựng nhà của Ngài. Và con tin rằng khi chúng con xây nhà Chúa, Chúa sẽ xây nhà chúng con làm đẹp nhà Chúa, Ngài làm đẹp cuộc đời của chúng con. Chúng con chăm sóc nhà của Chúa thì Ngài chăm sóc cuộc đời của chúng con, gia đình của chúng con cảm ơn Ngài. Khi chúng chăm sóc những người khác trong hội thánh, chăm sóc những người mà họ cần giúp đỡ chúng con, thì chính Chúa Ngài cũng chăm sóc chồng con, vợ con gái con và những người thân của chúng con nữa. Con cảm ơn Ngài. Cho chúng con hiểu được lời Chúa dạy chúng con, Đức Chúa Trời không đấng không chịu kinh dạy đâu, bởi vì ai gieo giống chi sẽ gặt giống ấy. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài. Nhân danh Chúa con chúc phước dân sự Chúa ngày hôm nay. Để bắt đầu hôm nay chúng con một sự khác nhau là chúng con sẽ xây nhà Chúa. Còn thánh dân sự Chúa, chúng con cũng đồng lòng với nhau, cùng hiệp một với nhau, chúng con xây dựng nhà Ngài. Và chúng cầu nguyện để trong năm tháng kế tiếp chúng con sẽ có một cơ sở, một nơi mà mỗi người chúng con cùng chứa phần nào để xây dựng nhà Chúa bằng tài chánh, bằng cái gì mà Chúa ban cho chúng con. Con cảm ơn Ngài. Con nguyện nhau cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.